tiếng chuông chùa. Mẹ ơi mùa đã đâu đây cạn dần, con về bên mẹ chiều nay. Mùa đông nặng trĩu trên vai mẹ rồi, hoàng hôn sương tĩnh buông dần, dường như nắng tắt ở nơi. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những giai điệu và lời ca mà chúng ta vừa thưởng thức phần mở đầu chương trình ngày hôm nay nằm trong tác phẩm mới mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình này. Đó là bài hát Bên mẹ mùa nắng tắt. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện với tác giả âm nhạc của bài hát này. Xin được giới thiệu đến quý vị, nhạc sĩ Tuấn Phương. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào Danh Tùng. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Phương đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời nhạc sĩ Tuấn Phương cùng với quý vị sẽ bước vào phần đầu tiên của tác phẩm mới, đó là chân dung âm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc tới nhạc sĩ Tuấn Phương thì những người yêu âm nhạc sẽ nhớ ngay tới những sáng tác của anh về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Và dù ở góc nhìn nào hay là ở sáng tác nào đi chăng nữa thì ca từ cũng như là giai điệu trong những sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương cũng đều để lại những dấu ấn về cảm xúc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Tuấn Phương và tìm hiểu cũng như là lắng nghe một trong những sáng tác mới của anh viết về mẹ, ca khúc Bên mẹ mùa nắng tắt. Có lẽ đây là một sáng tác đặc biệt của nhạc sĩ Tuấn Phương, có sự giao thoa giữa âm nhạc của Tuấn Phương cùng với lời thơ của tác giả thơ Tào Linh. Hôm nay rất là xúc động được trở lại với chương trình tác phẩm mới và được giải bày những xúc cảm của mình, của em mình về một tác phẩm. Tào Linh là em ruột tôi. Linh là kỹ sư điện tự động, bây giờ lại là họa sĩ. Linh có những bài thơ Linh là rất kín đáo làm để cho mình thôi. Vì là anh em trong nhà cũng là người được đọc đầu tiên. Đây là bài Linh viết khi mẹ ốm. Bài thơ nào của Linh cũng có khiến cho là bất kỳ những người nào đã từng đọc, đặc biệt là tôi, là rất xúc động. Khi mà chúng tôi được thưởng thức ca khúc này thì ngay lập tức chúng tôi đã quay ngược trở lại để đọc những vần thơ của tác giả thơ Tào Linh. Chúng tôi thấy là đây thật sự là một người họa sĩ sáng tác thơ ạ. Bởi vì trong những vần thơ của anh, chúng tôi có thể cảm nhận rõ và thấy rõ được không gian, hoàn cảnh, cũng như là những rất nhiều các cái màu sắc, cảm xúc khác nhau. Với nhạc sĩ Tuấn Phương thì sao ạ? Khi mà được đọc những vần thơ của chính em trai mình lại viết về mẹ của mình nữa. Khi đó là một buổi chiều mùa đông cuối năm, trời lạnh, mẹ ốm. Thì trong cái group của mấy chị em ấy, thì Linh có đưa bài thơ lên. Nói thật là tôi nghẹn hết cả lòng. Và lúc ấy mình lên ngồi và viết luôn. Lúc ấy thì buồn ơi là buồn, nhưng mà mình thấy là rõ ràng là chuyện của mình. Những câu chữ của em cũng như là từ trong tim mình ấy. Chúng ta đều biết là cha mẹ già rồi, nó là quy luật cuộc sống, sẽ phải như là nắng sẽ tắt mà. Điều đó sẽ xảy ra. Nhưng chưa bao giờ tôi viết bài hát mà tôi chỉ mong bài ấy đừng xong, là bài này. Bài thơ nó quá riêng tư. Bài thơ của Linh là không có tên, nhưng bài hát thì nó sẽ phải vang lên bằng âm thanh. Nhà thơ có thể cất thơ của mình ở nhà. Đó là những tâm sự riêng tư, đúng không? Riêng tư. Lúc đầu thì tôi chỉ lấy một cái tên Bên mẹ chiều cuối năm thôi, để lưu máy tính. Thực ra cái tên là chỉ là tạm thôi. Giống như các tác phẩm khác, khi trước khi viết ấy, bao giờ tôi cũng tưởng tượng đến ca sĩ là người nào hát. Và tôi đã viết từ đầu là theo giọng của Huyền Trang. Ca sĩ Huyền Trang là một người bạn, và Huyền Trang cũng là người thân thiết mà chia sẻ được với nhau với âm nhạc. Khi chuyển cho bài hát này là cũng nói Trang là bây giờ anh chưa đặt được tên đâu, em nghĩ cho anh một cái tên, thì chính là Bên mẹ mùa nắng tắt là Huyền Trang đặt, và ai cũng thấy rất là thích. Tôi thấy đây là một cái tên rất là phù hợp, và tôi tin rằng nếu như quý vị sau chương trình này, khi mà chúng ta đã nghe và thưởng thức toàn bộ bài hát rồi, thì chúng ta có thể hiểu được giá trị cũng như là tính hình tượng nằm trong cái tên của bài hát này. Và với những chia sẻ vừa rồi của nhạc sĩ Tuấn Phương, chúng ta đã phần nào có thể hiểu hơn về ca khúc là sáng tác mới của anh và em trai mình là tác giả thơ Tào Linh. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần 2 của tác phẩm mới, để chúng ta sẽ tiếp tục cảm nhận sâu sắc hơn về bài hát này, đặc biệt là hiểu hơn về âm nhạc của ca khúc trong phần sản xuất âm nhạc. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai của tác phẩm mới sản xuất âm nhạc. Và ở phần trò chuyện tiếp theo này, chúng tôi xin được giới thiệu một nhân vật nữa, một vị khách mời nữa sẽ đồng hành với chương trình, đó là ca sĩ Huyền Trang, người thể hiện bài hát.
Xin chào nhạc sĩ Tuấn Phương, chào anh Danh Tùng và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tác phẩm mới. Chúng tôi được biết là ca sĩ Huyền Trang đã đồng hành với nhạc sĩ Tuấn Phương trong nhiều sáng tác. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt của Huyền Trang lần này khi đến với sáng tác mới của anh Tuấn Phương cũng như tác giả thơ Tào Linh là gì? Trang chắc là một người ca sĩ hát nhiều nhất các ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Phương. Bởi vì cũng đã hơn 10 năm nay rồi, từ khi mà Trang thi Sao Mai năm 2011, năm 2013 thì đều thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Phương. Nói về ca khúc lần này thì Trang nghĩ có lẽ điều đặc biệt hơn nhất đó là tình cảm của chính nhạc sĩ đối với người mẹ của mình. Và trong cả quá trình đó thì Trang có chứng kiến những cái cảm xúc, rồi là những cái lần mà nhạc sĩ Tuấn Phương có tâm sự với Huyền Trang rằng là Trang ơi, mẹ của anh hôm nay bị ngã, bà lại nằm một chỗ rồi. Hoặc là Trang ơi, bà chắc lần này không qua được rồi em ạ. Trong cái sự chia sẻ của anh Tuấn Phương thì anh có tâm sự với Huyền Trang rất nhiều khi mà theo cái tình trạng của bà đó, Trang cảm thấy cái sự khát vọng, hy vọng của anh Phương đối với cái sức khỏe của mẹ mình trong cả một quãng thời gian rất dài. Trong cái phút trước trò chuyện với anh Tuấn Phương thì nhạc sĩ Tuấn Phương cũng đã chia sẻ Trang còn đặt tên cho bài hát này nữa. Em có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này không? Khi mà Huyền Trang thu thanh xong rồi và có hỏi nhạc sĩ Tuấn Phương là anh ơi, thế bây giờ tên ca khúc là gì? Bởi vì lúc mà đưa bản nhạc cho Huyền Trang thì nhạc sĩ Tuấn Phương có nói là tên này chưa phải tên chính thức đâu em nhé. Thì sau đó trao đổi thì Huyền Trang có nói là anh ơi, nếu mà cái tên này em nghĩ là nó phải là một cái gì đấy nó khác bình thường, khác những cái ca khúc khác về viết về mẹ. Đối với anh Phương, dường như là mỗi một mùa trôi qua, mỗi một ngày trôi qua nó là một cái sự níu kéo gì đó với tình cảm với mẹ và không muốn mẹ của mình rời xa mình. Thì Huyền Trang mới nghĩ là cái mùa này nó là một cái mùa yêu thương mà người ta không muốn dừng lại, giống như mà là một cái sự nối tiếp giữa xuân hạ thu đông và nó cứ là một cái vòng tròn quy luật tự nhiên. Trang có mạnh dạn đề xuất với anh là anh ơi, em thử nghĩ một cái tên này và anh thử xem có được hay không. Thì Huyền Trang mới nghĩ là bên mẹ mùa nắng tóc. Thế là anh Phương mới bảo cũng lạ đấy, để anh xem rồi anh nhắn tin lại nhé. Và sau đó thì anh có phản hồi lại với Huyền Trang là anh rất là thích cái tên này. Như Trang vừa chia sẻ, khi mà chúng ta luôn luôn phải lấy cái vô hạn để chống lại cái hữu hạn. Cái vô hạn ở đây là tình cảm của chúng ta dành cho mẹ hay là tình cảm của những đấng sinh thành dành cho mình để chống lại cái hữu hạn, đấy là thời gian ạ. Và khi mà nó càng đạt đến cái mức độ mà cao nhất thì đấy lại càng cái lúc mà chúng ta cần phải đấu tranh nó rõ hơn. Một bài hát thật đặc biệt cho đến giờ phút này khi mà lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ rồi là của Huyền Trang thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng đã hiểu hơn được vì sao mà ngay phần đầu câu chuyện tôi đã nói rằng đây là một sáng tác đặc biệt, hiểu về ca khúc rồi, biết về những nội dung cũng như thông điệp về ca từ rồi. Nhạc sĩ Tuấn Phương có thể nói về sự đặc biệt trong âm nhạc hay là trong phối khí của bài hát không? Bình thường từ rất lâu rồi tôi hay viết dòng trường. Thế lần này mình muốn nó dịu lại, muốn tả với mẹ ở một giọng điệu khác để nó khác những thứ mình đã từng viết. Và tôi chọn điều thức là thứ. Chính Huyền Trang là người sửa tôi nốt đầu tiên. La mi son re mi la. Thì Trang góp ý luôn. Và bình thường tôi là người cũng không dễ để góp ý đâu, nhưng mà vì nó quá hợp lý. Con về bên mẹ chiều nay. Thì đấy, nghe nó ấm áp hơn và cảm giác như là sự trở về của mình. Đấy đấy. Nó là được ùa vòng tay của mẹ. Tại sao là nhạc sĩ phải có ca sĩ đồng hành? Nhất là tôi, mọi người cứ đùa là mẹ chồng ấy. Mẹ chồng đấy ạ. Mình rất là kỹ, đặc biệt là với bài này là càng phải kỹ vì nó là chuyện nhà mình. Chỉ có một bài này thôi. Vâng. Trước là mình cũng hay tự phối lấy bài của mình. Thứ nhất là cũng thích làm thế. Nhưng lần này mình muốn có những người bạn. Thì người giúp phối khí bài hát này là nhạc sĩ Quang Hoàng, trẻ. Người rất sâu sắc, đặc biệt là bài của tôi thì bao giờ Hoàn cũng rất là dành một sự ưu ái và nghiên cứu rất là kỹ. Có những bài phải đến phối 5-6 lần không được ấy. Dạ. Bài bên mẹ muốn nắng tắt thì là một lần được luôn. Xong rồi Trang hát và rất cảm ơn em Trang, rất cảm ơn Hoàn đã giúp để cho bên mẹ muốn nắng tắt đến được với công chúng. Khi tôi viết bài hát này trong tâm trạng rất tuyệt vọng, nhưng bài hát được vang lên thì mẹ hoàn toàn tỉnh táo, bà cầm điện thoại xem rồi tôi quay. Đấy là điều kỳ diệu, có lẽ chỉ có âm nhạc mới làm được như thế, nhất là âm nhạc của hai người con tặng cho mẹ. Đấy là điều mà chúng ta phải cảm ơn nghệ thuật, cảm ơn âm nhạc. Và Huyền Trang cũng được chứng kiến và nghe luôn cái cảm xúc đấy của anh Phương sau khi mà gửi cái ca khúc đó và anh Phương cho mẹ của anh Phương nghe. Đây cũng là một tin rất là mừng, bởi vì
Cá nhân tôi muốn hỏi nhỏ với nhạc sĩ Tuấn Phương là sau khi sáng tác bài hát này trong hoàn cảnh như vậy thì sức khỏe của bạn lúc này ra sao? Nhưng mà khi mà nghe thấy nhạc sĩ Tuấn Phương chia sẻ như vậy thì đây là một sự kỳ diệu của âm nhạc. Anh Tuấn Phương mến, khi mà nghe Huyền Trang hát tôi cũng rất ấn tượng câu kết của bài hát này. Trang có thể hát lại câu cuối mà anh Tùng có nói là anh Tùng rất là ấn tượng. Thì lúc đó thì Trang có xử lý là dường như nắng tắt ơn ơi mẹ nằm. Nó như là một câu nói và một cái gì đó, một khoảnh khắc rất là lặng. Mà Trang nghĩ là cái câu này cũng là một cái câu rất là cảm xúc và tất cả mọi người sẽ cảm nhận giống Huyền Trang. Chắc chắn rồi, khi mà chúng ta chia sẻ về tình mẫu tử, nói về mẹ thì sẽ có rất nhiều điều để chúng ta đề cập tới, và thời gian có dài bao nhiêu chăng nữa cũng sẽ không bao giờ là đủ cả. Vì thời lượng của chương trình ngày hôm nay nên là chúng tôi xin phép được khép lại cuộc trò chuyện tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Phương, cảm ơn tác giả thơ Tào Linh, cảm ơn nhạc sĩ phối khí Quang Hoàn cùng với ca sĩ Huyền Trang đã cùng hòa quyện với nhau và tạo nên một tác phẩm viết về mẹ rất là ý nghĩa, một góc cảm nhận khác, một góc cảm xúc khác trong tình mẫu tử. Và bây giờ đã đến lúc mà chúng ta hãy nhờ âm nhạc của bài hát này để một lần nữa giúp chúng ta có được đầy đủ tất cả những cảm xúc mà các tác giả đã chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời ca sĩ Huyền Trang cùng với phần đệm đàn của nhạc sĩ Tuấn Phương ạ. Xin mời quý vị sẽ thưởng thức ca khúc Bên Mẹ Mùa Nắng Tắt. Chiều nay mùa đông nắng chiếu trên vai mẹ gầy, mặt trời lặn dưới sa mồi dường như nắng tắt ở nơi mẹ nằm. Mẹ ơi, một cuộc trăm năm đường xa muôn dặm vắng dần dấu chân, chiều buông thêm lạnh hơi sương. Mẹ ơi, mùa đã đâu đây cạn dần. Tiếng chuông chùa mẹ ơi, mùa đã đâu đây cạn dần. Con về bên mẹ chiều nay, mùa đông nặng trĩu trên vai mẹ rồi, hoàng hôn sương tím buông dần dường như nắng tắt ở nơi. Chiều nay mùa đông nắng chiếu trên vai mẹ gầy, mặt trời lặn dưới sa mồi dường như nắng tắt ở nơi mẹ nằm. Mẹ ơi, một cuộc trăm năm đường xa muôn dặm vắng dần dấu chân, chiều buông thêm lạnh hơi sương. Mẹ ơi, mùa đã đâu đây. Tiếng chuông chùa mẹ ơi, mùa đã đâu đây cạn dần. Con về bên mẹ chiều nay, mùa đông nặng trĩu trên vai mẹ rồi, hoàng hôn sương tím buông dần dường như nắng. Hôn sương tím buông dần dường như nắng tắt ở nơi. Tiếng chuông chùa mẹ ơi, mùa đã đâu đây cạn dần. Con về bên mẹ chiều nay,
mùa đông nặng trĩu trên vai mẹ rồi, hoàng hôn sương tím buông dần, dường như nắng tắt ở nơi ơn nơi.